Nhưng mà đi qua cái bài số 2 đó là đa thai, thì đúng ra của nó là đa thai dị dạo rồi quái thai học. Tuy nhiên thì đang để ghép trở lại trong một cái bài chính, đó là chúng ta tìm hiểu về đa thai. Cái thứ nhất, cái thứ hai, tức là chúng ta xem thử rằng các cái dị dạo, rồi là cái dị dạo bẩm sinh đó, thì có các cái dị dạo như thế nào, và trên cơ sở của các cái đa thai có dị dạng là giống như trong cái phần mà đầu tiên thế giới, thì chúng ta có một cái phân ngành, một cái chuyên ngành đó là quái thai học. Thì khi đề cập đến đa thai và dị dạng, thì đầu tiên đa thai đó là các cái trường hợp mà nó có hơn một thai ở trong bụng tử cung thai tử. Ta lưu ý rằng có hơn một thai nhi ở trong bụng tử cung trong một thai kỳ. Cái thứ hai, đa thai, em lưu ý rằng nó không phải là một bệnh lý, mà đa thai nó được xác định trong là thai kỳ có nguy cơ cao. Điểm mà thứ hai cần cảm ứng tức là đa thai năm thai, bảy thai, vân vân, nó không phải là bệnh, mà nó chỉ là thai kỳ có nguy cơ cao. Tỷ lệ song thai thì nó chiếm được khoảng 1% trên tổng số các trường hợp sinh nở, và do đa thai nó là một cái thai kỳ có nguy cơ cao, cho nên người ta nhận thấy rằng tỷ lệ tử vong tu sinh của các cái trường hợp đa thai nó chiếm cỡ khoảng 14-20%. Đó là cái khái niệm, những cái khái niệm đầu tiên chính như là về mặt định nghĩa đó. Nên là nói đến đa thai cũng nghĩa là nó sẽ có hơn một thai ở trong tử cung. Thì ra em lưu ý rằng khi nó có một thai một thì người ta gọi là đơn thai. Như vậy thì khi nếu như là nó là hai thai có nghĩa là nó nhiều hơn một, thì ở đây định nghĩa người ta không nói đa thai là trường hợp có lớn hơn hoặc là bằng hai thai, mà ta định nghĩa đây là trường hợp có hơn một thai ở trong tử cung ở một thai kỳ. Thì cái này chúng ta đi hết xong thì chúng ta mới thấy là vì sao được cái này, nó là có hơn một thai chứ không phải là lớn hơn bằng hai thai ở trong tử cung trong một thai kỳ. Thì hai thai thì chúng ta hay gọi đó là song thai, đó là ba thai vậy. Thì trong điều kiện bình thường chúng ta biết rằng có một tinh trùng ở trong bào tử có một nõn thành ra cái cột tử, thì sẽ hình thành nên. Tuy nhiên ở đây thì nó có thể hình thành nên hai thai do cái phôi này cắt ra, hoặc hai trứng cộng với hai tinh trùng để hình thành nên, đó là hai cái thai. Thì đa thai ở đây có nghĩa là nhiều hơn một cái thai ở trong cái bụng tử cung ở một thai kỳ thì nó sẽ được thai. Thì đa nó xảy ra thì nó sẽ có tạm gọi giống như là có hai cơ chế đó. Cái thứ nhất đó là từ ngay một cái hợp tử ban đầu, giống như đây, từ một cái tinh trùng đi vào trong bào tương của một cái nọ hình thành nên một hợp tử, và một hợp tử này trải qua các cái lần phân cắt, bây giờ nó phân cắt thành ra hai phôi. Nếu như trong quá trình bình thường chúng ta đã khảo sát thì quá trình thụ tinh hình thành nên hợp tử có này vui như là sẽ hình thành nên coi như là một cái phôi. Thì bây giờ cũng từ trên một cái hợp tử đó nó lại phân cắt thành ra có thể là hai phôi, hoặc thậm chí có thể là ba phôi. Đó là cái cơ chế đầu tiên, có nghĩa là từ trên một hợp tử xảy qua như là phân cắt và hình thành nên hai phôi trở lên. Thì đó là các cái trường hợp đa thai theo cơ chế thứ nhất. Cái trường hợp cơ chế thứ hai đó là lúc này trong một chu kỳ thụ trứng, lúc này có thể có nhiều hơn một trứng, ví dụ như là hai trứng, ví dụ như là ba trứng. Thì
hai tướng hay ba tướng này nó có thể xuất phát từ một vùng tướng hoặc từ hai vùng tướng, và nó được thụ tinh với nhiều tinh trùng, ví dụ như là từ hai tinh trùng, ba tinh trùng, bốn tinh trùng, v.v. Và các cái tinh trùng này nó có thể là từ một nguồn gốc hoặc nhiều nguồn gốc. Đó là cái cơ chế thứ hai khi đề cập đến đàn thai. Nhưng mà tóm lại nghĩa là nếu như ngay từ đầu nó một phật tử trải qua quá trình phân cắt, nó cắt ra hai phôi ba phôi để hình thành nên đàn thai, đó là cái cơ chế nhất. Cơ chế thứ hai đó là trong một cái từ một trứng có thể là nhiều hơn một trứng, được thụ tinh với nhiều tinh trùng, có thể là cùng một luồng hoặc là khác luồng. Như vậy thì lúc này chúng ta xem thử rằng những cái mà chúng ta đã đề cập đến đó, tức là cơ chế sinh đa thai đó, thì nó xảy ra như thế nào. Thì trong cái đầu tiên đó là cơ chế sinh đa thai mà chúng ta khảo sát cái đầu tiên nhất, cái gặp nhiều nhất đó là song thai, nghĩa là hai thai. Thì song thai này chúng ta sẽ có đó là song thai cùng trứng và song thai khác trứng. Thì cơ chế của nó đó là gì? Cũng là một tinh trùng tạo một trứng và hình thành một thực tử, phân cắt ra thành ra hai phôi, phát triển thành ra hai cá thể. Và khác trứng thì lúc này hai tạo hai tinh trùng, hai cái này có thể là từ một nguồn trứng, cũng như là từ một nguồn đó, một nguồn trứng hoặc hai nguồn trứng. Hai tinh trùng này có thể cùng nguồn hoặc là khác nguồn hình thành lên hai cái phôi khác nhau và hai cá thể còn lại. Như vậy thì trong những cái trường hợp sinh đôi cùng trứng như thế này, thì từ hợp tử tất tần hai phôi riêng biệt phát triển thành hai thai nhi, cho nên cả sinh ra khác nhau hoàn toàn về mặt di truyền và cùng giới tính với nhau, tức là cùng nam hoặc cùng nữ. Đó là cái trường hợp thứ nhất, đây gọi là song thai cùng trứng. Cái hai này thì chúng ta xem xét là xảy ra do cái gì? Chủ yếu của nó chúng ta làm đó là quá trình phân cắt của phôi. Thì song song quá trình di chuyển và phân cắt phôi, ví dụ như nó phân cắt vào trong những cái giai đoạn sớm, vào độ khoảng ngày thứ nhất, cái ngày thứ ba chẳng hạn, thì lúc này từ một cái hợp tử ban đầu phân cắt thành ra hai phôi và hình thành nên hai cái buồng ấu, hai cái bánh nhau buồng được. Nếu như nó phân cắt ở cái giai đoạn trẻ hơn tới độ khoảng vào ngày thứ năm, thì lúc này cũng hai phôi nhưng mà đã hình thành một bánh nhau chung và hai cái buồng ấu riêng. Phân cắt trẻ hơn tí nữa, từ khoảng này đến ngày thứ 10 thì lúc này, tại vì vẫn là hai cái thai nhi, tuy nhiên lúc này nó sẽ chung trong một cái buồng ấu và cái bánh nhau. Thì đó là phụ thuộc vào trong cái giai đoạn phân cắt này, và nó sẽ hình thành lên các cái bộ phận liên quan đi kèm, đó là nhau, cũng giống nó có thể chung hoặc là tách riêng. Thì cái sơ đồ này để chúng ta thấy được là từ giai đoạn tử vong nào phân cắt thành ra hai phôi, đến như trong những giai đoạn sớm từ lúc này hình thành lên hai bánh nhau, hai túi ấu riêng. Giai đoạn tự nhiên là trẻ hơn một tí thì lúc này một bánh nhau hai buồng ấu, hoặc là trẻ hơn nữa thì lúc này nó chỉ là một bánh nhau và một buồng ấu. Thì những cái chúng ta vừa nghe thì người ta được tóm lược ở lại trong một cái bản. Nếu như ngày thứ nhất cái người mà phân cắt thì lúc này nó sẽ được đó là hai bánh nhau hai buồng ấu. Trong cái giai đoạn phôi nam phân cắt vào khoảng ngày thứ năm, nó từ lúc này sẽ có một bánh nhau tương tự đến ngày tháng 10, và nếu như một thân nữa lúc này nó vẫn là hai thai, nhưng mà sẽ xảy ra các cái trường hợp mà chúng ta sẽ quan sát ở phía sau đó, cũng là các cái tình trạng là dính thai. Thì những cái hình ảnh để chúng ta thấy được từ một hợp tử và trải qua cái giai đoạn phân cắt muộn, có nghĩa là sau độ khoảng ngày thứ 10, thì lúc này nó có thể là gây ra cái dẫn dụ như dính nhau hoặc muộn dính nhau ở cái phòng cùng lưng hoặc phòng cùng đào, hoặc là những cái phân chia. Ví dụ thì với cái hình ảnh này chúng ta hay để là với cái hình ảnh này nó chính là một cái đa thai, bởi vì nó sẽ là hai cái phôi. Tuy nhiên thì do cái giai đoạn này nó phân cắt quá trễ, cho nên lúc này chúng ta tạm gọi ở đây nó giống như là gì, nó hơn một cái thai thôi. Có thể
có nhiều hơn một thai. Trong trường hợp này, rõ ràng nó từ một hợp tử, trong quá giai đoạn phân cắt phôi nó hình thành nên hai cái thai. Tuy nhiên do cái tình trạng là giai đoạn phân cắt quá muộn, cho nên đưa đến cái tình trạng nó dính một thai. Ví dụ như đây nó đã hình thành nên được cái phần nào, có thể là hình thành nên được phần cả một cái nửa của cái phần mình nhớ là, và toàn bộ cái phần ở bên dưới hầu như của thai thứ hai đó. Thì đây chính là cái yếu tố để người ta đưa đến cái định nghĩa. Trong một thời kỳ, hoặc là những trường hợp ví dụ như ở đây, trong trường hợp này nó cũng là một cái đa thai, tức là thụ tinh từ một tinh trùng và một nõn. Trong giai đoạn được hai phôi, nhưng vì một lý do gì đó, ví dụ là do hậu ứng điểm máu mạ máu câu hoặc hậu ứng truyền máu thai nhi, thì một cái thai này nó không phát triển, có thể là nó phát triển đến tầm độ khoảng được người ta gọi đây là một cái tình trạng thai ký sinh, thì hình ảnh của nó là đa thai. Tuy nhiên gọi nó hai thai thì nó lại chưa đủ, nó nhiều hơn một thai ở trong chỗ này. Thì đây là những cái để mình kiểm tra chúng ta cái định nghĩa về mặt đa thai. Với song thai khác trứng thì điều này tôi nói nó khá đơn giản hơn, cũng nghĩa là trong chu kỳ có thể là trên hai trên nhiều hơn một cái trứng trùng. Ví dụ đây là hai trứng trùng và hai tinh trùng khác nhau hình thành nên hai hợp tử phát triển nhiều thành lên thai cái phong thai cũng nhiều. Thì đây là trường hợp song thai khắc tính. Thì các em biết rằng với song thai mà khắc tính, song thai khắc tính là nghĩa là bây giờ chúng ta đề cập đến cái mà song thai cùng tính ấy, thì nó sẽ có hai cái, đó là cái song thai hoặc là đa thai nói chung, hoặc là song thai có tiêu. Nếu như nó xảy ra tự nhiên thì nó là nó tương đối khá hơn. Ngày hôm nay thì các cái trường hợp đa thai nó tương đối khá nhiều. Tuy nhiên các trường hợp đa thai trong cái thời đại hôm nay đó là do cái kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nghĩa là chúng ta can thiệp và chúng ta có thể là trong một chu kỳ với các cái thuốc lượng tính điều trị cho các cái bệnh nhân vô sinh, chúng ta có thể kích thích đa bình tính trong cùng một chu kỳ, có thể là rộng được các bình tính, chúng ta có thể là sàng lọc tinh trùng, chọn ra được các cái tinh trùng mà đầy đủ về mặt số lượng chất lượng và tiến hành làm thủ tinh nhân tạo. Như vậy thì chúng ta có thể thu được nhiều không. Như vậy thì những cái trường hợp này, những cái đa thai này người ta gọi là đa thai thông qua kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Còn các cái đa thai mà tự nhiên thì gặp nhiều nhất vẫn là các trường hợp song thai. Còn từ ba thai trở lên mà tự nhiên thì có thể nói là hiếm. Đặc biệt các cái đa thai mà từ năm đến bảy thai trở lên tự nhiên cực kỳ hiếm. Thì với các cái đa thai thì nó chiếm độ khoảng 70%, tức là trong của cái khắc tính đó, nó có thể là tự nhiên hoặc là thông qua của cuộc sinh sản. Hai vùng trứng này có thể ở hai vùng trứng khác nhau, có thể gặp hai tinh trùng có thể là có nguồn gốc khác nhau hoặc là cùng tùy vài. Về mặt bộ gan thì nó sẽ tự gan theo về đánh nhau về dây nhóm máu, bởi vì nó là hai cái hạt tử riêng biệt, nó không có liên quan gì với nhau. Nên là cái hình ảnh cái lực đồ để chúng ta thấy được cái song thai, cái đa thai mà hạt tử. Như vậy thì khi có các cái đa thai mà chúng ta ví dụ như là song thai là đấy là gặp gì nhất, thì các cái nguy cơ của nó là gì? Đầu tiên có thể là khi nó còn nhiều phôi thai được thụ tinh, ví dụ như là có thể phát hiện ra được ba thai, năm thai, bảy thai vậy, thì cần nhiều thai được bao nhiêu thì lúc đó vấn đề phát triển của nó sẽ hạn chế gì. Và bên cạnh đó là gì? Các cái khi thai hoặc các nội bộ từ là các cái nguy cơ mà xảy ra ở các cái song thai hoặc là các cái trường hợp mà
đa thai nói chung. Nhưng mà đó là cái đầu tiên khi chúng ta đề cập đến cái trường hợp đa thai. Nhưng mà thì khi đã có đa thai thì lúc này nó có một cái đó là gì? Dị dạng, hoặc là dị dạng thai nhi, hoặc là dị dạng bẩm sinh, hoặc là dị dạng bẩm sinh. Thì các cái dị dạng bẩm sinh này là hiện tượng mà thai nhi sinh ra nó đã có bất thường, có thể là về mặt cấu trúc, có thể là về mặt chức năng, có thể là về mặt chuyển hóa, có thể là nên là tất cả những gì mà nó bất thường ở một đứa trẻ, từ quan sát về mặt hình thái ở bên ngoài cho đến các cái cấu trúc có dị dạng bên trong, kể cả về mặt đó là bất thường, được gọi là các cái dị dạng bẩm sinh. Và tỷ lệ của các cái dị dạng mà nó chiếm được khoảng 2-3% của trẻ sinh ra sống, cộng thêm vào đó là độ khoảng 2-3% của các trẻ mà ở độ tuổi 5 tuổi. Thế vì sao chúng ta lại có thêm cái chỗ này? Có nghĩa là có những cái dị tật bẩm sinh, những đứa trẻ khi nó sinh ra thì ngay ban đầu nó chưa có biểu hiện. Ví dụ như về hình thái bên ngoài, chúng ta chưa thấy nó biểu hiện gì cả. Về mặt các chức cấu trúc ở bên trong, thông qua các cái phương tiện hình ảnh học, ví dụ siêu âm, ví dụ siêu DM3, chúng ta chưa thấy nó bất thường. Tuy nhiên khi đến một tuổi thì bắt đầu đứa trẻ nó có những biểu hiện, ví dụ như là chậm phát triển về mặt mà phát triển về mặt, ví dụ như là ngôn ngữ, phát triển về mặt thể chất, hoặc là đến 2 tuổi bắt đầu cân nặng nó không tương ứng. Lúc này bắt đầu chúng ta đi tìm là tất cả những đối thì chúng ta mới thấy là đứa trẻ này nó có một cái ví dụ như là dấu loạn mặt chuyển hóa. Mà ngày hôm nay gặp tương đối khá nhiều đó là các cái dấu loạn chuyển hóa bẩm sinh các cái đứa trẻ này. Như vậy thì nó cộng thêm một cái tỷ lệ trẻ ở độ 5 tuổi có nghĩa là sẽ phát hiện muộn hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà gây tử vong hàng đầu ở cái trẻ em. Dựa vào các cái nguyên nhân thì người ta nhận thấy rằng là đa phần các cái dị tật bẩm sinh, đa phần các dị tật bẩm sinh ở khoảng 50-60% là như chúng ta không rõ được nguyên nhân, chúng ta không tìm thấy được nguyên nhân. Và cái yếu tố thứ hai đó là về mặt độc biến gen hoặc là các bất thường về chuyển thể thì nó chiếm một tỷ lệ tầm khoảng 15%. Trong đó đặc biệt nhất đó là yếu tố của môi trường, một cái tỷ lệ mà liên quan yếu tố môi trường chiếm được khoảng 10%. Ngoài ra có thể kết hợp của cả hai tán về độc biến gen, yếu tố môi trường thì phải khoảng thêm 25%. Đó là một số cái nguyên nhân mà người ta đã thống kê được. Thì bên cạnh đó, nếu như một đứa trẻ khi nó sinh ra nó có các cái bất thường nhỏ thì các bất thường nhỏ này nó chiếm khoảng là 15% của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên những cái bất thường nhỏ này nếu như nó kết hợp với lại các bất thường lớn thì nó sẽ gia tăng các cái tỷ lệ dị tật lây. Ví dụ như ở một trẻ có một cái bất thường nhỏ thì 3% với một tỷ lệ tương ứng ở khoảng 3% nó sẽ kèm theo có một bất thường lớn. Ví dụ như một đứa trẻ nó sinh ra nó chỉ có một bất thường, đó là gì? Một cái bàn tay nó có thêm một cái ngón nhỏ vậy, cỡ bàn tay 6 ngón. Như vậy thì trong tổng số các cái đứa trẻ mà có cái bất thường nhỏ này thì người ta nhận thấy là nó cỡ cỡ khoảng 3% là nếu như tầm soát hết thì sẽ phát hiện ra nó có những cái bất thường lớn nào ở bên trong. Ví dụ như dị tật bắt đầu có thể ở kinh, có thể là ở tim mạch, tiêu hóa, ở sinh dục v.v. Và tỷ lệ này nó sẽ gia tăng lên nhiều nếu như 2 bất thường nhỏ hoặc là 3 bất thường nhỏ. Thì trong cái dựa vào các cái nguyên nhân như vậy thì nó sẽ có một số cái kiểu dị dạng, tức là phân loại các dị dạng này có 4 cái kiểu chính. Thứ nhất đó là kiểu phá hủy, thứ hai là kiểu biến dạng, thứ ba là kiểu biến thật, và thứ tư đó là thứ ba là kiểu hậu chứng, và thứ tư đó là kiểu kết hợp. Đầu tiên kiểu phá hủy đó là gì? Là những cái biến đổi mà về mặt cấu trúc của các cái cơ quan đã tạo hình nhưng sau đó nó hủy đi hoặc nó dừng trở lại, tức là nó mất đi những cái phần ở toàn bộ. Ví dụ như đứa trẻ này, tức là trong quá trình mà tạo mầm phôi của cái hệ chi vậy thì cái mầm này nó đã được tạo, tuy nhiên trong quá trình phát triển lại giờ thì đến ngang nay nó sẽ bị trở lại, có nghĩa là cái tạo hình về mặt biến đổi của đồ tạo nó đã hình thành ngay từ giai đoạn phôi.
nhưng trong quá trình phát triển thì ngang đến cái thời điểm này nó được dừng trở lại hoặc nó bị phá hủy luôn. Thì đây người ta gọi là cái nguyên nhân mà dựa vào cái này nó gọi là kiểu hình là kiểu phá hủy. Kiểu thứ hai đó là kiểu biến dạng. Kiểu biến dạng này đa phần nó liên quan đến cái việc chèn ép, cũng như là sự biến dạng liên quan đến cơ chế có một cái lực ép rồi nó mà nó đè ép lên cái phần mềm của thai nhi trong một khoảng thời gian dài, ví dụ như tình trạng thiểu ấu kéo dài. Thì khi thiểu ấu nó kéo dài quá thì cái thai nhi ở trong, chúng ta biết rằng cái buồng ấu với một cái lượng nước ấu mà đã được thiết lập trong cái quá trình phong thai thì với cái lượng ấu đó nó sẽ đủ điều kiện là bảo vệ cho cái thai nhi này, tránh được các cái va chạm, các cái mà săn chấn tác động lên thai nhi. Bây giờ một cái tình trạng thiểu ấu kéo dài thì lúc này có thể là một cái vấn đề đè ép của một cái cơ quan thân cận và một cái cơ quan của phong thai gây nên tình trạng biến dạng, ví dụ như biến dạng ở vùng mạng hoặc là cái lồng ngực nó bị chèn ép lên này thì dẫn đến tình trạng là sự thận hậu. Nhưng mà đó là kiểu thứ hai biến dạng. Kiểu thứ ba đó là kiểu hậu chứng. Thì nó kiểu hậu chứng này nào như chúng ta đã biết khá lão về nó, đó là gì? Một cái nhóm dị dạng bất thường mà có thể xuất hiện từ một và là kết hợp nhiều với hậu chứng, nhiều với dị dạng với nhau. Và những cái này thì hầu như đến ngày hôm nay có thể nói là chúng ta đã tìm ra được các nguyên nhân, có thể chẩn đoán được nó và có thể dự đoán được các cái tỷ lệ xuất hiện ở các cái nội sản. Và cuối cùng đó là kiểu kết hợp. Thì với kiểu kết hợp này, đó là một sự xuất hiện của hai dị dạng một cách có hệ thống và kết hợp, nhưng hầu như chưa được được nguyên nhân cụ thể. Thì thông thường nó chỉ kết hợp này nó sẽ đi kèm với rất nhiều các dị dạng. Người ta gọi là nó là một cái tình trạng mà nó dị dạng một cách nó có hệ thống với nhau, đi kèm khá nhiều dị dạng với nhau. Ví dụ như trong của một cái kết hợp của một hậu chứng sạc này thì nó sẽ bao gồm rất nhiều cái dị tật. Ví dụ như đầu tiên đó là một cái dị tật ở mắt cho cái chị C ở đầu này, đó là dị tật ở mắt. Đến cái thứ hai là dị tật ở tim tương ứng cho chị H, và cái thứ ba đó là cái dị tật hệ thực quản. Rồi cái thứ tư đó là chặt phát triển đến Việt Nam là bất thường ở trong cái cơ quan sinh dục, và cái cuối cùng đó là bất thường mang thai. Thì thông qua các cái này người ta sẽ có đó là gì, nếu như một đứa trẻ khi nó sinh ra có thể là chúng ta chưa phát hiện được các cái bất thường ở bề mặt hình thái bên ngoài, tuy nhiên khi chúng ta thấy nó có một cái dị tật ở tim trong quá trình mà của phôi thai, trong quá trình mà sàng lọc, trong quá trình thai kỳ thế này phát hiện một cái dị tật ở tim, và khi đứa trẻ nó sinh ra lúc này chúng ta có thể là thấy được cái dị tật ở mắt hoặc chưa phát hiện được dị tật ở mắt, nhưng mà chúng ta thấy nó có bất thường ở tai, thì lúc này một lần chúng ta phải đi tầm soát tất cả cơ quan. Nếu như chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái hội chứng này thì sẽ đi tìm hiểu xem thực quản như thế nào, tìm hiểu xem cái sử dụng như thế nào, rồi vấn đề ánh mắt như thế nào, vấn đề chậm phát triển này thì nó là hỏi thời gian thì chúng ta mới xác định được. Như vậy thì những cái dạng kỹ kết hợp này thông thường thông qua một cái dị tật để chúng ta định hướng để xác định thêm là đứa trẻ này nó có lực để làm không, còn thêm cái dị tật gì khác bị đề cập này không, để hoàn thành nên các cái hậu chứng của kiểu kết hợp này. Về mặt nguyên nhân thì giống như đã đề cập, nghĩa là về mặt đầu tiên chúng ta để đề cập đến là cái tố di truyền. Thì trong cái tố di truyền chủ yếu của nó là độc nhãn da và nhiễm sắc thể. Thì với độc nhãn thể thì đầu tiên nó là về mặt cấu trúc, thứ hai là về mặt số lượng, ví dụ như là đứt đoạn, mất đoạn hoặc là lệch bội, đa bội. Rồi trong bộ của anh thì chủ yếu đây là độc đến cấu trúc của cái, có thể là nguyên tinh về mặt chức năng, nguyên tinh về mặt cấu trúc. Thì đó là các cái hình ảnh mà nó có thể đưa đến các cái dị tật như thế này, ví dụ như là trong thai dính, sức mâu, chả vòn, rồi tập ở mũi phòng. Cái thứ hai đó là yếu tố môi trường. Yếu tố môi trường thì trong đó nó khá rộng, mà có thể kể đến một số cái nhóm. Đầu tiên đó là nhóm về mặt nhiễm trùng. Nhóm thứ hai đó là các hóa chất và thuốc. Cái thứ ba đó là các chất xạ.
thì có thể nói rằng trước đây hầu như trước năm 1940 thì thông thường các dị dạng này người ta đều gắn ghép cái đó với là dị truyền, nghĩa là trước như thế này thì đa phần các dị dạng của thai thì người ta chỉ nhớ thì nó về một cái là tăng dị truyền. Tuy nhiên đến khi mà phát hiện của Fred về các dị tật thai nhi ở các cái sản phụ mà mắc rubella thì lúc này bắt đầu mới có cái bằng chứng sáng tỏ để mà đề cập đến một cái nguyên nhân. Hay nói cái khác hơn đó là dị tật ở thai nhi mà liên quan đến yếu tố môi trường mà ra, đó là các tác nhân nhiễm trùng. Rồi về thuốc và hóa chất thì nếu như các anh nhìn cái hình mà thì chúng ta thấy là những đứa trẻ này đa phần nó có một cái dị tật, đó là gì, hai cái chi trang của nó khá là ngắn, nó rơi vào trong cái nhóm mà chúng ta mới nói lúc nãy là bị phá hủy. Tất cả những đứa trẻ này cái chi trang nó khá ngắn, nó giống như con chiêu đánh cục, cho nên cái hậu chứng này nó còn được gọi đó là hậu chứng các em bé mà chim cánh cụt. Thì các cái này nó sẽ được phát hiện ra ở Đức vào năm 1961 khi lên đã chứng minh được là cái này nó có liên quan đến một cái thuốc, đó là thalidomide. Thì nó mới bằng cách cái phụ nữ khi mang thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì thông thường người nữ người mẹ sẽ có một cái triệu chứng, đó là gì, ốm nhám, và biểu hiện của này đó là tình trạng nôn ngoài thì nó khá nhiều. Thalidomide nó lại có tác dụng như là chống nôn. Vì vậy trong một cái thời gian dài thì các cái sản phụ ở Đức được sử dụng cái thalidomide này, và cái tỷ lệ mà các cái đứa trẻ mà có hội chứng trên chi cánh cụt ở Đức này nó gia tăng lên rất nhiều. Và khi cái tỷ lệ nó gia tăng như vậy thì bắt đầu chúng ta đi làm trở lại những cái nghiên cứu hồi trước như sau thì nhận thấy rằng đa phần đều liên quan đến cái thalidomide, nghĩa là đều có sử dụng cái thuốc thalidomide đó trong cái thai kỳ. Đó cũng chính là một trong cái nguyên nhân mà gây nên dị tật đó. Và đó là chúng ta vấn đề thuốc và hóa chất. Thì tất cả những cái này nó được liệt kê, là sự biến đổi này nó được liệt kê thông qua 3 cái giai đoạn. Mà nếu như nhìn vào đây thì chúng ta biết rằng khi trong cái phần mà tạo phôi 2 lá và 3 lá đã nhấn mạnh là tất cả những cái gì mà chúng ta phải liên quan chủ yếu vào trong cái giai đoạn phôi vậy. Thì trong cái giai đoạn đề kháng ở đây, tức là cái tuần đầu tiên sản phẩm thụ thai, nó có hiện tượng mà người ta gọi là tất cả không có gì, có nghĩa là nó có thể là phát triển một cách bình thường, sống sót một cách bình thường, không bị ảnh hưởng gì của tác nhân, hoặc thật sự nó sẽ chết ngay từ trong cái giai đoạn đầu này. Tức là nếu như có yếu tố gì vậy, có một yếu tố gì tác động vào thì thai tử nó có thể chết ngay từ tử này, hoặc nó phát triển một cách bình thường mà không bị ảnh hưởng gì cả. Thì ở đây người ta gọi là giai đoạn tất cả hoặc không có gì, hay gọi là giai đoạn đề kháng. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nhạy cảm nhất, nó rơi vào trong độ khoảng từ độ thứ 3 đến 8 trước thì giai đoạn phân hủy. Đây là cái giai đoạn mà cái phôi bắt đầu tạo các mầm tơ quang, cho nên đây là giai đoạn nhạy cảm nhất đối với các yếu tố là gì ạ. Đến giai đoạn thứ 3 là giai đoạn nhạy cảm thấp, thì bắt đầu bước vào cái thời kỳ thai từ tuần thứ 9 đến tuần 38. Thì giai đoạn thai này các cơ quan nó đã hình thành, các mầm tơ quang nó đã hình thành. Vì vậy các thai nhi nó rất ít nó có tình trạng nhạy cảm như cái gì ạ. Và nếu như đó thì vấn đề tác động đến các thuốc này hay một con nó từ đó khá là nhẹ nhàng. Một cái biểu đồ để cho chúng ta thấy được cái giai đoạn nhạy cảm nhất rơi vào trong cái thời kỳ phân hủy từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 8. Tương tự thì cũng trên cái giai đoạn từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 8 thì các cái dị dạng người ta nhận thấy là nó tác động vào trong cái này. Đầu tiên phải kể đến đó là dị tật của các ống ẩm thực, sau đó là các dị tật tim mạch, ví dụ như là cầu ẩm đỏ hoặc thanh thấp không nhĩ, sau đó là những dị tật khác ví dụ như là sức môi giả vờ, thiểu sản chi vân vân. Tuy nhiên thì nhìn trở lại chúng ta thấy là
nó xảy ra chủ yếu nhất vẫn là trong giai đoạn từ tuổi 18 đến tuổi 18 là giai đoạn mà chủ yếu bắt đầu từ tuổi 19 trở nên thì hầu như nó rất ít bị ảnh hưởng. Thì các cái nguyên nhân mà các yếu tố mà chúng ta đã liệt kê về môi trường, ví dụ như là virus, ví dụ rubella, ví dụ như là CMV, ví dụ HPV thì cũng xảy ra ra các dị tật, chẳng hạn như là rubella thì có độc nhiễm thể dị tật tim biết HPV thì mắt nhỏ đầu nhỏ rồi mà hạt cơ sô thì gan não thủy nhân mai thì sẽ năng tệ hơn đâu. Vấn đề về thuốc thì thuốc nó sẽ được chia ra, thứ nhất đang là cái nhóm mà chống chỉ định trong thai kỳ, ví dụ như là cái loại thalidomid chống chấn đau mà chúng ta đã gửi, đó là một cái thuốc chống chỉ định hoàn toàn dùng thai kỳ. Ngoài ra có thể như là amitriptyline, methotrexate, thì và methionine đặc biệt đó là đấy là chất kích thích nếu như trong cái thai kỳ, trong 3 tháng đầu thai kỳ mà rượu này thì nó được xếp vào trong cái nhóm của thuốc của nhóm ít thôi, nhóm chống chỉ định dùng trong thai kỳ. Bởi vì người ta nhận thấy là tất cả những này nó đều đưa đến cái dị dạng, có thể là sức mâu chạm vào, có thể là dị tật đầu tư, nó cũng như là biết vân vân. Hình ảnh của một cái bé gái ở trên một cái được sinh ra trên một cái bà mẹ mà bị tự người ta gọi là hậu chứng 21 tuần, tức là hậu chứng 21 tuần. Điểm đặc trưng của cái này đó là hai mi ngắn, môi đầy mỏng, không thấy nhân trung, mũi ngắn, sống mũi ngắn. Đó là cái đặc điểm. Đã có cái đứa trẻ mà có người mẹ nhìn rừng thì chắc chắn là một dị tật bẩm sinh. Còn đứa trẻ này nó chắc chắn sẽ xảy ra. Cái nhóm thứ hai, nhóm thứ hai là nhóm viên thì đã có bằng chứng gia dị tật đen tộc hoặc gì. Tuy nhiên đây là người thì hầu như các anh biết rằng chúng ta không thể nào là thực nghiệm các cái này trên cơ thể người dữ liệu để mà tổng kết là các cái thuốc, ví dụ như là Penicillin. Thì đến ngày hôm nay chúng ta biết chắc chắn một đường, nếu như trong cái quá trình mang thai hoặc là các cái trẻ sinh khi dùng Penicillin nhiều thì nó sẽ nhuộm vàng lan và kiểu sắc mang lan, hoặc là Rectomycin từ gai ngộ độc trên thần kinh thứ 8 gây điếc, hoặc là các cái nô bậc chúng ta đó là các cái thuốc mà có tác dụng hướng thần. Vấn đề tia xạ thì với tia xạ thì ta nhận thấy rằng với cái liều tia xạ mà cỡ khoảng 250 radian khi tác động vào tuyến phôi thai thì nó có thể đưa đến cái gì, ví dụ như là chậm phát triển được tâm thần, có thể thành nên sẽ phát mang cái bệnh cầu cấp, hoặc là có thể làm chết tế bào, hoặc có thể là gây dị dạng thai, hoặc có thể là gây độc tuyến van do ảnh hưởng lên tiếng sinh dục, vân vân. Thì đó là các cái vấn đề tia xạ. Các anh chờ.
Chúng ta tiếp tục đấy nào. Thì với cái tác động của cái tia xạ thì ta nhận thấy rằng nó tác động vào tương đối là khá nhiều, ví dụ như là làm chậm cái phát triển của cái bào thai, rồi có thể là hình thành nên cái bệnh bạch cầu cấp ngay từ trong cái thời kỳ bào thai, gây chết tế bào, gây dị dạng, gây độc tuyến gan, đúng không? Rồi thì với cái tia xạ này thì đặc biệt vào trong các cái bệnh nhân mà có cái bệnh lý, ví dụ như bệnh nhân bây giờ có bệnh lý là mạch kín nhớ, tuy nhiên trong mạch kín nhớ thì ví dụ như người ta có thể là vấn đề điều trị ca giáp có thể là dùng đến tia xạ, và thì tất cả một cái người ta là làm trong chẩn đoán không sử dụng tia xạ ở thai kỳ sau 10 tuần. Nên là nếu như cái người phụ nữ này có thai, có bệnh lý mạch kín nhớ, hoặc là bây giờ cần phải sử dụng cái tia xạ đó để mà xác định chẩn đoán, thì không sử dụng tia xạ sau cái 10 tuần này, bởi vì tuyến giáp của thai có thể từ người đó là những cái hai điểm mà chứng minh trong cái vấn đề của tia xạ. Tương tự thì người ta nhận thấy là với cái ảnh hưởng của tia xạ, chẳng hạn như khi trong thế chiến thứ hai, khi mà Mỹ sử dụng cái bom nguyên tử mà tả xuống hai cái thành phố Hiroshima và Nagasaki, thì người ta đã tổng kết và ghi nhận như thế này: 28% phụ nữ mà sống sót sau cái vụ nổ này thì bị sảy thai, 25% phụ nữ sinh con và trẻ thì bị chết trong cái giai đoạn đó, cũng như là 25% sinh con có dị tật đáng kể ở nhiều cơ quan, trong đó có thì đó là tất cả mà với vấn đề của tia xạ nó gây ra rất nhiều cái. Đầu tiên nó thể là gây chết tế bào ngay từ trong cái giai đoạn mà thật tử, và có thể là hình thành nên các cái dị dạng khi mà thai phát triển vào trong cái giai đoạn đó không hiểu. Thì trên những cái đó hình thành nên cái chuyên ngành của thai học, đó là cái hoạt nghiên cứu những cái yếu tố chính mà có khả năng là tác nhân hình thành nên dị dạng của bào thai. Mà cái yếu tố này có thể là kỹ năng của bào thai, các kỹ năng đó, các giai đoạn phát triển bào thai, giống như là các lưu lượng thời gian tiếp xúc, tác động của nó lên trên cái việc phát triển của tế bào và mô, cũng như việc có phát từ, đó là cái mà ta gọi là cái chuyên ngành của quái thai học. Thì qua các cái này để chúng ta thấy được các cái vai trò là từ cái thời của các cái yếu tố về mặt môi trường, yếu tố về mặt di truyền, bên cạnh đó là các cái hình ảnh anh qua cái hình ảnh CT để chúng ta xác định các cái dị dạng, các cái trình quái thai. Thì cái trường hợp dị dạng mà đã được phát hiện, đã được cũng như là mô tả, thì em biết rằng với tỷ lệ mà sinh đôi của trẻ mà dính nhau, tức là có cái dị dạng thai mà dính nhau ở trong thai, nó chiếm được khoảng 1/200 ca song sinh. Và có thể là nếu ở một tỷ lệ khác đó là 1/750-1,000,000 có khi ta sinh đẻ bình thường. Đa phần các cái dị dạng như này thì nó tử vong sớm sau sinh. Tỷ lệ thành công để phục hồi cho một đứa trẻ hoàn toàn thì ở khoảng 90%. Còn nếu như mà để giữ trở lại được hai đứa trẻ hoàn toàn thì tỷ lệ nó chỉ có khoảng 50%, cũng là tỷ lệ thành công của vấn đề phẫu thuật đó. Ví dụ là song thai dính bây giờ tắt nó ra thành hai cái thai, mà để đảm bảo cho cả hai mình phát triển bình thường đó, thì tỷ lệ nó chỉ khoảng 50%. Còn nếu như phát triển cho một có thể là khoảng 90%. Thì các cái trường hợp mà song thai mà nó được liệt kê ở trên thế giới, đầu tiên có thể phải nói để đánh đó là cặp anh em người Thái Lan, mà lúc trước người ta quen gọi là cặp song sinh người Sim. Cả hai anh em sống thọ đến 63 tuổi và chết cách nhau cũng vài giờ. Khi hai anh em tử vong thì qua cái quan sát mỗi tử thi, người ta thấy rằng chủ yếu hai anh em chỉ dính nhau ở bên ngoài, không có các cái phần nào bên trong mà quan trọng dính dính lại với nhau. Hai anh em cũng lập gia đình với hai người vợ khác nhau và có tổng cộng 21 người con. Cặp song sinh khác có thể kể đến đó là ở Anh
với chị anh nhà Maria Eliza. Thọ được 31 tuổi, hai chị anh này thì dính nhau, tức là chung nhau một cái đôi chi tay và chi dính duy nhất, chung trực tràng và đạo, và cũng chết cùng nhau. Tập song sanh thứ ba là ở Iran, thì tập song sanh là dính nhau ở phần nào cũng được phẫu thuật tắt mạch máu để với hy vọng tức là trả lại cái mạch máu để nuôi dưỡng hai não bộ. Tuy nhiên khi phẫu thuật nó không thành công, thực hiện vào tháng 3 năm 2003. Cặp song sinh người Nepal thì đây là cặp và song sinh chính đạo và cũng được phẫu thuật thành công vào năm 2001. Họ là cặp song sinh mà không có tắt rời ra. Anh em người Nga tức là không tắt và sống nhau thì lâu nhất. Ở Việt Nam, hai của chúng ta thì cái trường hợp song thai đầu tiên mà được mổ là vào ngày 8 tháng 11 năm 68. Cặp song sinh này là dính nhau ở cái vùng đào. Trường hợp song sinh thứ hai cũng được mổ sau đó bởi giáo sư Tùng và bác sĩ Nguyễn Sinh Thụ. Tuy nhiên thì cả hai cái trường hợp đều không thành công, có thể do tâm có thời điểm này về mặt y học của chúng ta cũng có thể nói rằng chưa được hiện đại, cũng giống như là các phương tiện hỗ trợ về mặt hồi sức cũng có chưa có phải nói là hiện đại lắm, cho nên hầu như hai ca mổ đều thất bại. Cho đến khi cái trường hợp mà được mổ thành công đầu tiên để mà tách song thai, đó là cặp song sinh Việt Đức, hai hai là sinh năm 1981. Và đặc biệt đây là cái ca mà có thể nói là ca mổ thành công đầu tiên mà tách cái song thai dính của Việt Đức. Thì với cái cặp song thai này thì để cuộc phẫu thuật này là người ta phải tiến hành đến năm người tiến hành cùng lúc năm cái ca đại phẫu để tách đường tiêu hóa, bởi vì hai anh này dính nhau từ ở cái đường tiêu hóa dính nhau ở gan, dính nhau ở cái đường tiết niệu, khung chảo cũng dính nhau. Nghĩa là để phẫu thuật tách cái này thì dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Trần Đông A từ Bệnh viện Đồng Nai thì cuộc phẫu thuật này có thể là kéo dài đến 5 mấy tiếng và tách thành công, tách thành công hai bác Việt Đức. Và Việt thì mất vào năm 2007, Đức thì lấy vợ năm 2006 và có con vào năm 2009, cũng sinh đông một trai và một gái. Đó là cái có thể nói là mổ tách song thai mà thành công đầu tiên của chúng ta. Và nếu như gần đây nhất thì cũng dưới sự chủ trì của bác sĩ Trần Đông A thì em đã biết rằng chúng ta đã tách thành công cái cặp song sinh mà dính đào, đó là hai bé Kỳ My và Trúc My. Thì đó là những cái thành tựu y học của Việt Nam trong những cái giai đoạn hiện nay. Tôi có thể nói rằng với vấn đề tách các cái song thai mà dính thì có thể nói rằng đến ngày hôm nay chúng ta có thể làm chủ được toàn bộ các cái quá trình phẫu thuật mà, và thông qua các cái yếu tố nguy cơ, các cái nguyên nhân để chúng ta đưa đến những cái phòng ngừa trong các bẩm sinh, ví dụ như là bổ sung bú, có gì ốt nó bổ để phòng ngừa các bạn chặt các kiểu thành thần hoặc các biến dạng xương, bổ sung maxit folic để mà giảm cái tần suất khiến cho thần kinh. Đặc biệt đó là người mẹ trong giai đoạn mang thai thì không có dù có các kích thích mà đặc biệt cực lượng, có thể là về phòng rất lây nhiễm từ bên ngoài thông qua các điều kiện tiêm các vaccine phòng bệnh, ví dụ như là làm rubella, kiểm tra rất là định kỳ. Và điều quan trọng nhất trong cái này chính là tất cả các cái thuốc chúng ta thấy rằng tất cả các cái thuốc dùng cho các cái người phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì chúng ta phải rất cẩn thận. Rồi, ngay cả thuốc bổ đi chăng nữa thì trong lúc nó cũng sẽ có những tỷ lệ nhất định mà đưa đến các cái dị tật, đặc biệt là vào trong giai đoạn phẫu thuật. Và thông qua những cái này thì hình thành nên một cái chuyên ngành sau này, đó là cái chuyên ngành chẩn đoán trước sinh. Thì với chuyên ngành chẩn đoán trước sinh thì chúng ta dùng các kỹ thuật để mà phát hiện các bất thường, các dị dạng, các bất thường về da để đánh giá sự phát triển chung của thai, đặc biệt
đối với các cái phụ nữ mà gì thai kỳ nguy cơ cao, ví dụ như song thai, hoặc là các phụ nữ mang thai lần đầu mà đối tượng lớn trên 15 tuổi, hoặc là những phụ nữ mà tiền căn gia đình có từng bị di truyền rồi có bệnh lý, có các bất thường người đang sang hoặc huyết thanh. Thì các cái xét nghiệm này bao gồm có thể là xét nghiệm huyết thanh, siêu âm, chụp ấu, lấy mẫu gần nhà vân vân. Mục đích tất cả một cách này đó là gì? Chúng ta xem sàng lọc những cái yếu tố nguy cơ, những cái dị dạng mà có thể phát hiện sớm được trong bào thai. Thì siêu âm có thể nói đây là cái xét nghiệm mà đến ngày hôm nay có thể nó là một cái phương tiện mà khá thành công trong đánh giá các cái hình ảnh của dạng nói chung, và đặc biệt đó là trong các cái phụ nữ mang thai rất nhiều bệnh lý thông qua siêu âm này. Đây là một xét nghiệm không xâm lắm, nó đánh giá được ngay có tốc của thai, các phòng phụ của thai, phát hiện được các cái dị tật bẩm sinh từ hệ thần kinh, hệ tim mạch, các cái chất mô ở vô. Và thông qua cái này kết hợp với lại các cái dấu ấn về mặt sinh hóa, chúng ta có thể đưa sắp xếp được các yếu tố tiêu lượng, ví dụ như thông qua cái độ mờ da gái, thông qua cái độ mờ da gái của thai nhi, kết hợp với lại các cái xét nghiệm sinh hóa, ví dụ như là alpha keto rồi đi, rồi các cái estrogen, HCG trong cái xét nghiệm test bộ test hoặc là xét nghiệm mà triple. Tất cả những cái này mục đích là gì? Để sàng lọc xem đánh giá nguy cơ, ví dụ như là có khả năng có bệnh về 21, 18, 13 hay không. Đó là những cái điểm tiến bộ trong buổi học ngày hôm nay. Thì với chào ấu nó sẽ được sử dụng trong các cái trường hợp mà các cái phương tiện tầm soát của phía trước, từ sinh hóa cho đến siêu âm, có cái vấn đề gì khi chúng ta nghi ngờ, ví dụ như đây một cái thai kỳ nguy cơ cao, bây giờ nghi ngờ một cái khả năng sẽ có một hậu cung đau xuất hiện ở trên của thai nhi này. Như vậy thì bắt buộc muốn xác định được thai nhi này nó là hậu cung đau thì bắt buộc chúng ta phải biết được rằng nó có bao nhiêu cái hậu cung đau, mà muốn biết được cái này thì chúng ta phải xây dựng được cái bộ nhận xét thái độ của nó. Như vậy thì ở đây chỉ có một cái cách duy nhất, đó là chào ấu hoặc đó là gì, lấy mẫu về nhà. Thì cả hai cái xét nghiệm này đây là những cái xét nghiệm xâm lấn, cho nên nó được thực hiện trên các cái đối tượng. Thứ nhất đó là thai kỳ nguy cơ cao, các đối tượng có nghi về các cái dị dạng, ví dụ như là các hậu chứng đau, các cái hậu chứng bào thai những cái gì đó, mà thứ nhất là chúng ta sẽ can thiệp bởi các xét nghiệm này. Thì đó là những cái điểm mà chính nhất, và trên cơ sở của các cái chẩn đoán trước sinh chúng ta có thể đi đến nơi gì các cái điều trị ở trong bào thai, có thể là nam các cơ quan, có thể là phẫu thuật trong bào thai. Tuy nhiên cũng giống như là các cái xét nghiệm mà về có tính xâm lấn như là chào ấu hay là sinh huyết gần nhà lấy mẫu đó, thì tất cả những cái điều trị trong bào thai chúng ta phải cân nhắc cái thiệt hơn giữa cái phẫu thuật trong bào thai và một cái thai khi mà nó chào đời được, có nghĩa là chúng ta cố gắng giữ như nào để nó chào đời, và phẫu thuật cân nhắc giữa thiệt hơn cái này để quyết định được phẫu thuật. Cho nên những cái điều trị nữ sinh này nó bao gồm rất là nhiều cái, như vấn đề áp dụng cái điều trị thì lúc này chúng ta phải cân nhắc tất cả từng một cái. Và đến ngày hôm nay thì các cái dị tật mà có thể được phẫu thuật sau khi anh nhi sinh ra có thể nói là thành công khá là mỹ mãn. Đầu tiên có thể nói đến đó là vấn đề tắc lợi sàng thai. Cái thứ hai đó là các cái phẫu thuật mà về phát triển hàm mãn tinh. Cái thứ ba đó là các cái tật sức mẫu giải vồn và các cái dị tật về tim. Thì hai cái dị tật ở phía sau này, sức mơ ở vòm và cái tim còn ở động mạch, tức là dị tật của tim, hệ tim mạch nói chung á, thì đây là những cái thủ tục mà có thể nói rằng chúng ta rất thành công ở trong những cái năm gần đây thông qua các chương trình, ví dụ như là mang lại nội từ cho em, hoặc là cái chương trình mà trái tim cho em v.v. Thì tất cả những cái này mục đích đó là gì? Sửa các cái khiếm khuyết từ cái sức mơ giải vồn cho đến các dị tật bẩm sinh và các cái bệnh lý thoát vị hành trong nước tại vì sau sinh. Thì đó là những cái điểm chúng ta đề cập đến cái vấn đề đa thai dị dạng rồi quá thai học. Tóm lại trong cái phần của cái đa thai dị dạng này